bao mà tan phải chưa khắc phục được chứ trả hết nợ. Trước mắt là ổn định cái đời sống của nhân dân và ổn định là cả cái trường học để cho học sinh vào học. Rất nhiều người dân vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đang phải gây dựng lại sau cơn bão số 10. Họ trở về nhà và bắt đầu bằng việc nhặt nhạnh từng mảnh ngói vỡ, từng đồ vật bị gió bão cuốn phăng đi đâu đó. Vẫn còn nhiều cảnh màn trời chiếu đất, những bữa cơm ăn vội không thể đầy đủ để có thể gượng dậy sau những ngày chật vật chống chọi với cơn bão dữ. Nhưng bằng ý chí kiên cường và nghị lực có sẵn của những người con mảnh đất khúc ruột miền Trung, họ đang và phải dần ổn định lại cuộc sống. Những lát cắt trong công cuộc ổn định cuộc sống của người dân nơi đây sẽ được chúng tôi chuyển đến ở phần sau của chương trình. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền. Còn bây giờ sẽ là một số tin chính đáng chú ý khác. Vì sao hai tử tù trốn khỏi trại giam T-16 Bộ Công an có thể khoét được tường phòng biệt giam? Công nghệ sản xuất dưa sạch 5.0 được quản lý chất lượng từ trang trại cho đến tay người tiêu dùng. Bão Talim đổ bộ vào phía tây nam của Nhật Bản gây mưa to gió lớn, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và một số tuyến tàu hỏa ngừng hoạt động. Trong khi đó xuất hiện thêm hai cơn bão mới ở khu vực Caribe. Cảnh sát Malaysia bắt giữ 7 thanh thiếu niên bị tình nghi gây ra vụ hỏa hoạn tại một trường nội trú tôn giáo khiến 23 người thiệt mạng. Hai ngày sau bão số 10 đi qua, cuộc sống người dân tại các tỉnh thành miền Trung vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một số nơi vẫn ngập úng do nước sông ở mức cao. Tuy nhiên tình trạng này sẽ dần được cải thiện khi mực nước các sông đang xuống nhanh. Thêm vào đó, trời nắng ráo nhiều trở lại. Cụ thể, lũ trên sông Hoàng Long ở Ninh Bình, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã ở Thanh Hóa, hạ lưu sông Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh đã đạt đỉnh và đang xuống. Trong đêm nay và sáng mai 18 tháng 9, tại tất cả các sông, lũ đều xuống dưới báo động 1. Nguyên nhân là do trời đã tạnh ráo trở lại và nắng xuất hiện nhiều hơn tại dải đất miền Trung. Thậm chí từ ngày mai, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, tại khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn xuất hiện nắng nóng nhẹ với mức nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Còn khu vực ven biển thời tiết dịu mát hơn khi nhiệt độ là từ 33 đến 34 độ. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ của người dân để cuộc sống sớm ổn định trở lại. Nước vẫn ở mức cao tại các con sông của tỉnh Hà Tĩnh, cộng với cơn mưa chiều tối qua khiến người dân vùng trũng chưa thể yên tâm. Và như vậy khi màn đêm buông xuống, thay vì được nghỉ ngơi sau ngày làm việc vất vả thì họ lại bộn bề với công việc với những khó khăn, lo toan rất đặc trưng của người dân vùng lũ và lớn lên tại vùng rốn lũ Hà Tĩnh, ghi nhận của phóng viên. Dù trời đã tối, hai vợ chồng chị Hiền, anh Nam tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vẫn cặm cụi hoàn thiện chiếc bè. Đối với mỗi gia đình tại đây, dù có thiếu áo phao, thiếu lương thực nhưng không thể thiếu loại phương tiện này. Chiếc bè rộng gần chục mét vuông, có thể chở được 10 người đã sắp được hoàn thiện. Cái bè năm nay tôi làm kiên cố hơn năm trước vì vợ tôi cũng sắp sinh. Thì để cho thuận tiện vợ sinh nở thì công tác chuẩn bị từ ăn uống đến đi lại thì tôi đã chuẩn bị hơn trước vì nước sắp lên từng tiếng một. Mang thai ở tuần thứ 37, chị Hiền có thể sinh bất cứ lúc nào. Và dù đây là bé thứ hai, song năm nay nỗi lo sinh nở của người mẹ trẻ dường như tăng lên gấp bội. Lần trước tôi sinh vào tháng 4, đó là nắng, còn tháng này là tháng 8 tháng 9 là tháng lụt lụt cho nên là lo sợ là sinh đẻ giữa mưa bão không có phương tiện đi lại, sợ đi giữa đường rơi rớt thẳng đường giữa đường á. Những ngày mưa lũ vừa qua, toàn xã Phương Mỹ đều chìm trong bóng tối vì mất điện. Bữa cơm ngày lũ của gia đình cụ Sĩ đơn giản đến toành toàng. Cụ cũng đã gần 100 tuổi, nhà lại toàn phụ nữ, chân yếu tay mềm. Những lúc mưa lũ thế này, khó khăn chồng chất khó khăn. Khi lũ về nhà cũng có là nóng thì mẹ con cũng mệt thì cũng nở được. Như cửa chuyện không vận chuyển đi được thì tôi cũng phải lấy chồng làm gì được nữa. Đêm đã khuya,
Trên những bờ sông hay nơi sung yếu vẫn lấp loáng ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn pin kiểm tra của lực lượng chức năng địa phương. Đến thời điểm này thì nước dâng lên đang còn rất nhanh. Và ở khu vực trọng điểm này là có thể là trong một tiếng đồng hồ lên từ 1 mét đến 1 mét rưỡi nước là chuyện rất bình thường. Chính vì vậy thì cái phương công tác phòng chống bão lụt chủ động để thực hiện các cái phương án là rất cần thiết. Những ánh sáng lấp loáng trong đêm ấy sẽ giúp người dân nơi đây an tâm hơn phần nào. Hai ngày sau cơn bão số 10, các làng quê ở Hà Tĩnh vẫn còn rất hoang tàn, sơ sát. Từ nhà dân đến các công trình xây dựng kiên cố đều bị thiệt hại nặng nề. Việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn khi thông tin liên lạc bị cắt đứt, hệ thống lưới điện chưa thể khôi phục. Cuộc sống nơi đây dù gặp rất nhiều khó khăn, song người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức mình để sớm ổn định trở lại. Ghi nhận của nhóm phóng viên kênh VTC14. Đáng lẽ giờ này, gia đình bà Dương Thị Thủy đang được ở trong căn nhà mới. Thế nhưng, cơn bão số 10 đã cuốn đi nhiều thứ. Ngôi nhà tưởng chừng kiên cố, chỉ bởi một trận cuồng phong, toàn bộ khung thép, mái tôn bị bẻ cong. Hai vợ chồng già không biết phải bắt đầu khắc phục từ đâu. Làm sao cơn bão tan phá, chưa khắc phục được, chưa trả hết nợ. Dương viện vẫn đang cả, nơi nên họ đứng đôi. Khổ rồi chứ, như trái hết rồi chứ không mang được răng nữa. 100% nhà ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh đã bị tốc mái và hư hỏng. Ngay cả những công trình công cộng, trường học được xây dựng kiên cố cũng bị tàn phá nặng nề. Ưu tiên lúc này là việc sửa chữa lại những phòng học bị hư hỏng để các em sớm trở lại trường học vào ngày mai. Xong ngày hôm nay thì có thể là tất cả các cái trường học là ổn định, trạm y tế sẽ ổn định để là ngày mai có thể các em đến trường học. Đồng thời việc đó thì đang ra soát lại để thống kê thiệt hại toàn bộ. Thì có những cái phân việc thì hiện nay là huyện có thể tập trung tổ chức thực hiện được. Nhưng có những cái nội dung liên quan đến thiệt hại rất nặng nề như là hệ thống tường này, rồi là như là mái bị tốc lớn này, rồi là cần nguồn lực kinh phí lớn thì huyện để sẽ ra soát cân đối. Tại các khu vực ven biển, thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra càng nặng nề hơn. Nhiều ngôi nhà đã bị sóng biển đánh sập trong sự xót xa của người dân. Mất điện, mất nước nên công tác khắc phục của các hộ dân, các nhà hàng kinh doanh ở ven biển gặp không ít khó khăn. Bởi vì là do cái vốn đầu tư thì quá lớn. Đấy, năm ngoái thì gặp một cái sự cố Formosa sóng thì lại gặp bão. Nhà hàng rất là khó khăn nên công tác khắc phục chỉ có dựa trên những cái cơ bản thôi. Còn đầu tư thì hiện tại nhà hàng đã tạm dừng. Sau bão, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, xã sử dụng phương châm 4 tại chỗ, huy động sức dân để khắc phục hậu quả. Đặc biệt, trong quá trình khắc phục phải hết sức cẩn thận, không để bất cẩn gây ra thiệt hại về người. Tất cả thực hiện một nhiệm vụ là bảo đảm cho người dân là sửa chữa nhà cửa nhanh nhất, ổn định cuộc sống sớm nhất và kiên quyết là không để một người dân nào là có khó khăn mà không được sự giúp đỡ. Cùng với tập trung khắc phục hậu quả thì việc thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại tiến hành đồng thời, đảm bảo không có hộ dân nào bị đói phải ngủ trong những ngôi nhà sập. Hôm nay trời đã êm, biển đã lặng, nhưng phải mất một thời gian nữa, người dân ven biển miền Trung mới trở lại được cuộc sống bình thường. Sau thiên tai, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, điện vẫn mất tại nhiều khu vực, nhưng người dân Quảng Bình đã và đang khắc phục để ổn định cuộc sống. Và thời tiết ngày hôm nay ở đây khá thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão. Người dân ở Quảng Bình thì trong thời điểm như thế này thì những cây nến là cái phương tiện phát sáng có vẻ như là duy nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi vì nếu như mà có sử dụng đèn sạc thì cũng không có điện để sạc những cái loại đèn đấy để phát sáng cho người dân để hiện nay. Và không chỉ sử dụng đèn nến hay là mất điện gây ảnh hưởng đến cuộc sống, mà hiện nay do cơn bão số 10 tràn qua thì đã khiến cho rất nhiều cái hộ dân ở đây bị mất nhà cửa và bị đảo lộn cuộc sống. Sau một ngày cả gia đình được huy động để dọn dẹp nhà cửa, bùn đất vào nhà sau mưa bão, gia đình anh Thọ mới bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Mất điện nên mọi sinh hoạt của gia đình đều diễn ra trong bóng tối. Ba cây nến chẳng đủ thắp sáng hết một góc nhà,
nhưng chẳng thể nào làm khác được. Bữa cơm sau ngày bão, vì vậy cũng nặng nề trôi qua. Hầu như là mọi thứ đều đảo lộn, bởi vì là làm cái gì cũng phải làm ban ngày thật nhanh, thì chỉ có là ban đêm thì mới ăn. Bởi vì là cái công việc mà sáu bảo thì nó ngổn ngang, dọn dẹp rất là nhiều thứ. Sau mưa bão, nhiều khu vực ở Quảng Bình vẫn trong tình trạng mất điện. Người dân vùng lũ sau khi đi sơ tán đã trở về nhà dọn dẹp để ổn định lại cuộc sống. Cảng cá Sông Danh, một ngày sau bão, những con tàu đầu tiên bắt đầu cập bến. Đây là số tàu đánh bắt xa bờ từ nhiều ngày trước, mang theo hải sản tránh trú bão ở các âu thuyền trong khu vực Quảng Bình. Bão tan, tiểu thương sau một ngày dọn dẹp cũng tranh thủ thời gian thu mua những mẻ hải sản đầu tiên để ra chợ sớm. Mọi muộn phiền, mệt mỏi gác lại, nhường chỗ cho cuộc sống mưu sinh. Gió thì nó tới thì cũng nhanh thôi, nhưng mà chồng xong rồi nó êm ái, rồi anh em xuống lại rồi cũng làm việc bình thường này thôi chứ. Đi hơn chục ngày rồi, 12 ngày rồi á. À, cũng được. Nói chung thì sẽ đi năm đầu ở trong kia, đầu ở trong kho. Bảo là điểm đi không có được bán, nhưng ngay ngay bị tăn mưa mưa. Công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai vẫn tiếp tục được diễn ra khẩn trương và nhanh chóng. Lực lượng công an, quân đội tiếp tục được huy động để giúp người dân ổn định lại. Như nắng, như gió của miền Trung, những con người khốn khó sau thiên tai ở Quảng Bình lại tiếp tục kiên cường bám trụ. Mọi thứ trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng ở nơi đây, cuộc sống vẫn đang dần trở lại. Nắng lại sáng lên trên mảnh đất cằn xoài đá. Mỗi năm vài lần bầm dập vì thiên tai. Những ngày qua tại Quảng Trị, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã huy động nhiều nhóm đi đến từng hộ dân trên địa bàn đóng quân, giúp người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra. Ngay sau bão, Hải đội 202 đã khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra với đơn vị mình, ổn định mọi mặt để tập trung cho nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời tổ chức lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương giúp bà con nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ Hải đội 202 cũng đã quyên góp ủng hộ hơn 4 triệu đồng để mua vật liệu và điều động 20 cán bộ chiến sĩ giúp gia đình anh Lê Văn Hùng ở thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lập lại nhà bị tốc mái, sửa sang nhà cửa và các vật dụng bị hư hỏng, thu dọn vệ sinh, cây cối bị gãy đổ do bão gây ra. Không chỉ là cơ sở hạ tầng, còn là dịch bệnh sau bão có khả năng bùng phát. Đây là cảnh báo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế trước nguy cơ người dân có thể mắc bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau mùa mưa lũ như dịch tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cảm cúm. Theo đó, khuyến cáo người dân triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đảm bảo nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, an toàn thực phẩm sau những ngày mưa lũ. Ngoài ra, tổ chức thu gom và sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất để xử lý khi chôn xác động vật, tránh phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm, phối hợp với nhân viên ngành y tế phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ, phát hiện và xử lý các nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm xảy ra sau mưa bão. Người dân cũng cần cố gắng được ăn chín, uống chín, đảm bảo an toàn thực phẩm, thường xuyên rửa tay với xà phòng, thực hiện thao rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng những hóa chất để khử trùng nước sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt. Cơn bão số 10 đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó gây ra khiến các địa phương chịu ảnh hưởng là rất nghiêm trọng, đặc biệt là các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến chiều nay 17 tháng 9, số người chết và mất tích do bão số 10 ở các địa phương đã tăng lên tới 13 người. Theo đó, đến nay, bão đã làm 9 người chết, tăng 5 người so với hôm qua, trong đó Hòa Bình 3 người, Thanh Hóa 2 người, Nghệ An 1 người, Quảng Bình 2 người và Thừa Thiên Huế 1 người. Đến nay vẫn còn 4 người mất tích ở Quảng Bình, số người bị thương lên đến 110 người, tăng hơn 90 người so với hôm qua. Trong đó Quảng Bình tới 89 người bị thương, Quảng Trị 10 người, Hà Tĩnh 9 người. Con số thống kê mới nhất cũng cho thấy số nhà bị tốc mái, bị sập, ngập đã tăng mạnh so với hôm qua, đặc biệt con số thiệt hại ở Quảng Bình.
Trong số 152.000 nhà tốc mái, Quảng Bình chiếm tới gần 80.000 nhà, tăng 30.000 nhà so với hôm qua. Hà Tĩnh bị 70.000 nhà. Hiện số nhà bị sập do bão lên đến gần 1.200 nhà. Trong đó chủ yếu là của Quảng Bình hơn 1.000 nhà. Bão số 10 cũng đã làm đổ gần 1.560 cột điện hạ thế. Trong đó Quảng Bình gần 1.450 cột, còn lại ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Trong số 1,3 triệu khách bị mất điện do bão, đến nay vẫn còn gần 530.000 khách hàng chưa cấp điện trở lại. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão cũng đã đánh chìm 7 tàu cá, gần 4.500 hecta lúa bị ngập. Trong ngày hôm qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn và lũ quét tại Bắc Giang và Phú Thọ đã làm 3 người chết và 1 người mất tích. Ngoài ra, cơn bão số 10 cũng gây ra nhiều sự cố về đê biển ở các địa phương ven biển như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Bão Irma được cho là cơn bão mạnh nhất tại Đại Tây Dương trong 10 năm qua, khiến 82 người đã thiệt mạng. Đa số người thiệt mạng ở các đảo thuộc vùng biển Caribe. Còn tại bang Florida của Mỹ, mặc dù người dân đã trở về nhà từ một tuần trước, nhưng hiện tại mạng lưới điện tại đây vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại. Bão Irma gây ra tình trạng ngập lụt, cây đổ và các thiệt hại nặng nề khác khi quét qua bang Florida. Hiện tại thì 1,1 triệu người tại Florida vẫn đang trong tình cảnh bị mất điện. Được biết có ít nhất là 32 người ở Florida tử nạn do bão Irma. Trong số đó có 8 người thiệt mạng vì quá nóng tại một trung tâm dưỡng lão ở khu vực Miami khi bị mất điện. Trong khi tình hình thời tiết đang thời kỳ nắng nóng, một cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành sau vụ việc. Các công ty điện lực vẫn đang cố gắng khôi phục mạng lưới điện. Thống đốc bang Florida thông báo các công việc khôi phục mạng lưới điện vẫn đang được tiến hành. Key West là thị trấn cuối cùng thuộc chuỗi đảo Florida có người dân trở về sau bão Irma. Ngày hôm nay, bão Talim đã đổ bộ vào tỉnh Kagoshima ở Tây Nam Nhật Bản, gây mưa to gió lớn, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và một số tuyến tàu hỏa ngừng hoạt động. Trong khi đó lại xuất hiện thêm hai cơn bão mới ở khu vực Caribe. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Talim đã đổ bộ vào thành phố Minami-Kyoshi vào khoảng 11 giờ 30 phút giờ địa phương, tức 9 giờ 30 phút giờ Việt Nam. Sức gió gần tâm bão lên tới khoảng 162 km/h. Hơn 350 chuyến bay đã bị hủy, trong khi một số tuyến tàu cao tốc tại Kyushu tạm dừng hoạt động. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ tiếp tục hoành hành tại khu vực phía tây nam Nhật Bản và ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác của nước này. Nguy cơ sẽ có lở đất, gió mạnh và sóng biển dâng cao khi bão di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Bão sẽ suy yếu khi tới đảo Kyushu, cực nam Nhật Bản. Trước đó, Trung Quốc đã phải sơ tán 200.000 dân để ứng phó bão Talim. Trong khi đó, khu vực Đại Tây Dương đang phải đối mặt với nguy cơ từ hai cơn bão mới sau khi siêu bão Irma càn quét một số đảo ở Caribe. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Norma có thể gây ra lượng mưa 200ml tại khu vực phía nam California, với nguy cơ xảy ra lũ quét khi đổ bộ. Cơn bão nhiệt đới mang tên Maria đã hình thành và dự báo sẽ đe dọa đến nhiều đảo ở vùng biển Caribe, nơi vừa hứng chịu sự tàn phá của bão Irma chưa đầy 2 tuần trước. Liên quan đến vụ hai tử tù khoét tường trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an, ngay sau khi bắt được Thọ Sứt tại Hải Dương vào chiều ngày hôm qua 16 tháng 9, thì rạng sáng nay, Nguyễn Văn Tình cũng bị các chiến sĩ công an thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy C47 tóm gọn khi đang lẩn trốn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Như vậy là chỉ sau 150 giờ trốn thoát, hai tử tù cực kỳ nguy hiểm này đã bị bắt lại. Và đây là một thành công của lực lượng cảnh sát truy bắt. Vậy họ đã làm cách nào để truy bắt và hai tử tù đã trốn trại ra sao, đã được lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy tổ chức họp báo để thông tin chi tiết vào chiều nay 17 tháng 9. Đại diện cơ quan điều tra cho biết sau khi trốn khỏi trại giam, Tình về quê mượn xe máy, lấy 20 triệu từ người thân rồi chia cho Thọ 7 triệu. Trong khi Thọ trốn về Hải Dương gặp người yêu cũ thì Tình đi xe máy tìm đường lên Tây Bắc, nơi y có nhiều quan hệ với giới buôn bán ma túy. Biết cảnh sát đang lập chốt truy tìm nên Tình không dám đi đường quốc lộ mà lần mò theo đường mòn ngõ ngách và trốn trong một căn nhà tạm nằm heo hút trong rừng tại khu vực giáp danh giữa hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Sau khi huy động hơn 300 người thuộc nhiều đơn vị khác nhau, lực lượng điều tra đã phát hiện ra nơi Tình lẩn trốn và kiên trì mật phục. Đến khoảng 1 giờ sáng, Tình quay về lán tìm đồ ăn thì bị bắt giữ. Trước khi bắt Tình, gần 10 tiếng trước, cảnh sát cũng lần ra Thọ Sứt và bắt hắn khi đang đi taxi ở khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Câu hỏi đầu tiên mà lực lượng chức năng đặt ra là Tình và Thọ đã sử dụng phương thức nào để có thể qua mặt các quản giáo, thực hiện thành công việc bẻ cùm khoét tường trốn ra ngoài.
và câu trả lời của Tình khiến các thành viên ban chuyên án bất ngờ. Tình và Thọ đã dùng một cái miếng sắt nhỏ đấy, rạch theo các cái mảnh vữa và cái tường của trại giam. Đối tượng Tình nói rằng là anh Thọ anh sau trước khi chuyển trại tức là anh đã giấu được một cái mẩu sắt nhỏ đấy, mà theo như nó nói hôm qua là trên thuê công chí nó nói là anh nhét hộ môn đấy, anh mang vào thì coi là nó làm cái việc này trong mấy tháng liền đấy, cứ mỗi một ngày chỉ làm một tí thôi, làm một tí sau đó là ở đầu là lại dùng cái cơm và cái kem đánh răng phết lại đấy, thì nó bảo là tay bẩn sau khi xoa lại thì bắt đầu nó rất đúng với cái màu mà màu vữa tường bẩn, cho nên các đồng chí quản giáo nhà mình mặc dù nếu mà vào mà không kiểm tra chi tiết trong buồng thì cũng khó phát hiện. Sau gần 150 giờ bỏ trốn, Tình và Thọ Sứt đã phải quay trở lại nơi dành cho chúng, đồng thời sẽ phải nhận sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, vụ việc này cũng là một lời cảnh báo về những bất cập trong công tác quản lý tử tù tại các trại giam hiện nay. Sau gần 2 năm thi công khôi phục kênh Hàng Bàng giai đoạn 1, hiện khu quản lý giao thông đô thị số 1, Sở Thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất cấp thẩm quyền cho triển khai thực hiện dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 3 với tổng vốn đầu tư là 198 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào đầu năm 2018. Theo đó, công trình thi công nạo vét, xây kè, trồng mảng xanh dọc hai bên bờ kênh Hàng Bàng dài 750 m, đoạn từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ để tạo cảnh quan. Với tổng vốn đầu tư là 198 tỷ đồng, mặt kênh Hàng Bàng được khôi phục rộng 12 m và sâu 4,5 m, nâng cấp cải tạo đường Phan Văn Khỏe, bãi Sậy. Khu quản lý giao thông đô thị số 1 đã đề xuất Ủy ban nhân dân quận 6 làm chủ đầu tư dự án đền bù giải tỏa mặt bằng trong việc khôi phục kênh Hàng Bàng giai đoạn 3. Hiện kênh Hàng Bàng dài 1.830 m đã hoàn thành khôi phục giai đoạn 1 dài 390 m. Quận 6 đang triển khai đền bù giải tỏa giai đoạn 2 của dự án dài 750 m. Khu quản lý giao thông đô thị số 1 dự kiến cuối năm 2017 sẽ khởi công. Nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vị trí nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận huyện tập trung đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư trong đầu năm 2018 để triển khai thi công các dự án chống sạt lở, đồng thời ưu tiên bố trí vốn khởi công mới các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, di rời sạt lở vào nơi an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân. Trong tháng 9 này, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tổ chức di rời 27 căn nhà nằm ven sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Lợi về phía thượng lưu 600 m, huyện Bình Chánh bồi thường giải phóng mặt bằng ngay khu vực gần bến đò Tân Hiệp để bàn giao mặt bằng. Hiện thành phố còn các dự án có tình hình giải phóng mặt bằng kéo dài như dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông khu vực cầu Rồng Ông Tố ở quận 2, xây dựng kè chống sạt lở bờ tả thượng lưu cầu Xóm Củi huyện Bình Chánh, xây dựng bờ kè bảo vệ chống sạt lở khu vực cầu Long Kiểng, xây dựng kè bảo vệ chống sói lở bờ sông khu vực khu dân cư xã Phước Kiểng. Theo chỉ đạo thì công tác đền bù giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư phải được thực hiện trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 để triển khai thi công. Và hiện Ủy ban nhân dân thành phố giao Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp hỗ trợ Ủy ban nhân dân các quận huyện trong công tác lập thẩm định đơn giá bồi thường. Tiếp tục chương trình với nội dung đi tìm thực phẩm sạch, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mô hình trồng dưa sạch ở tại tỉnh Hòa Bình. Và tại mô hình này, dưa sạch được sản xuất với công nghệ 5-0, tức là không thuốc kích thích tăng trưởng, không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, không chất bảo quản, không dùng thuốc diệt cỏ và giống cây biến đổi gen. Những quả dưa sạch này còn được quản lý chất lượng từ trang trại cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, cài đặt phần mềm truy xuất nguồn gốc hàng hóa, người tiêu dùng có thể dễ dàng biết được sản phẩm dưa vàng của công ty Hòa Bình Gáp được sản xuất như thế nào. Nếu mà đúng tem của công ty thì sẽ hiện ra là sản phẩm của bạn mua là sản phẩm chính hãng. Sau khi mà mình đã ấn vào mua hàng trên online như ở trên phần mềm rồi thì sản phẩm đã xem như được bán ra và tem coi như đã hết tác dụng rồi, để không thể làm lại được lần thứ hai nữa. Toàn bộ diện tích dưa đều được trồng trong khu vực nhà lưới, cách ly với khu vực sinh hoạt của người dân. Việc sản xuất trong nhà lưới giúp ngăn chặn được côn trùng hay sâu bệnh gây hại cho cây trồng, nói không với thuốc trừ sâu hóa học. Hạn chế tới mức tối đa về thời tiết và khí hậu, mưa, nắng, gió. Đặc biệt là ngăn cách được các côn trùng phá hoại, sâu bệnh phá hoại. Cho nên hầu như trong cái vườn dưa của chúng tôi, trong này là không có sâu. Với hệ thống tưới này, nước và phân bón được hòa sẵn bằng phần mềm cài đặt sẵn,
giúp quản lý được lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng trong mỗi thời kỳ để cây phát triển tốt mà không cần dùng đến các chất kích thích tăng trưởng. Chỉ tưới cho cây theo cái lượng nước mà cây cần thiết thôi, không tưới thừa lãng phí phân bón và cũng không để độ ẩm quá cao để nó có thể sâu bệnh phát triển được. Từ tháng 5 năm 2016, công ty Hòa Bình Gáp đã đi vào hoạt động với mô hình trồng dưa trong nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao của Israel. Đến nay, đã có khoảng 3 vụ dưa được thu hoạch với giá bán từ 45 đến 50 nghìn đồng 1 kg. Giá trị mang lại cao hơn rất nhiều so với trồng các loại cây nông nghiệp khác. Bên cạnh đó, nhiều người dân tại địa phương cũng được đào tạo công ăn việc làm. Hiện tại thì công ty đã có khoảng hơn 20 công nhân, thu nhập bình quân thì mỗi tháng khoảng 4 đến 5 triệu đồng. Cũng nhờ làm sạch mà chưa đến vụ thu hoạch, nhưng những quả dưa vàng này đều đã được đặt mua và sẽ được bày bán trong những siêu thị lớn tại Hà Nội. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Rác thải nhựa đang khiến các đại dương ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Mới đây, một tổ chức phi lợi nhuận tại bang California của Mỹ cho biết họ đã phát hiện một khối rác khổng lồ, chủ yếu là túi nhựa ở tại phía Nam Thái Bình Dương, nằm ở vùng gần các bờ biển Chile và Peru. Thông báo của tổ chức trên cho biết khối rác có diện tích lên tới 2 triệu km2, tương đương với diện tích lãnh thổ Mexico. Phần lớn rác gồm các loại túi nhựa trong suốt và không thể quan sát được từ xa. Các nhà hải dương học nhận định núi rác này có khả năng gây ra nhiều ảnh hưởng tới các loài sinh vật biển thông qua thâm nhập vào dây chuyền dinh dưỡng, có thể gây ra biến đổi gen. Ngoài ra, sự hiện diện của một khối nhựa khổng lồ trong nước biển cũng có thể làm tăng nhiệt độ bề mặt đại dương, thậm chí nhiệt độ nước biển tại khu vực này có thể còn cao hơn cả phần không khí trên bề mặt của nó. Túi nhựa đã trở thành sản phẩm phổ biến nhất trong cuộc sống, nhưng những hậu quả của chúng vẫn chưa được xem xét nghiêm túc một cách toàn diện. Theo ước tính, hiện tại, lượng rác thải nhựa trên biển vào khoảng 140 triệu tấn và mỗi năm có thêm 10 triệu tấn. Rác thải nhựa khi trôi ra đến biển có thể tồn tại hàng trăm năm do bị cọ sát dưới tác động của nước biển, của tia cực tím. Rác nhựa sẽ rã ra thành những mảnh nhỏ. Chúng có thể bị các loài hải sản ăn vào để rồi lại có mặt trong chuỗi thức ăn của con người. Do đó, ngành thủy sản và du lịch bị ảnh hưởng rất lớn bởi lượng rác thải này và phải mất rất nhiều phí tổn để khắc phục. Có 192 quốc gia bị ô nhiễm rác thải nhựa trên biển, trong đó một số nước châu Á bị ô nhiễm nặng nề nhất. Diễn biến mới nhất trong vụ nổ trên tàu điện ngầm tại London, các chuyên gia chất nổ cho hay quả bom ở ga tàu Parsons Green của Anh lẽ ra đã khiến hàng chục người thiệt mạng nếu nó được kích hoạt thành công vào đúng giờ cao điểm. Và nghi can thứ hai đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công trên tàu điện ngầm vào hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 9. Một nghi can 18 tuổi là nam giới đã bị bắt và đang bị giam giữ liên quan đến vụ nổ làm 30 người bị thương. Nghi can thứ hai là người đàn ông 21 tuổi đã bị bắt giữ ở mạn Tây London vào đêm thứ Bảy vì nghi ngờ về hành vi phạm tội khủng bố và bị tạm giữ ở Nam London. Kiểm tra hình ảnh của quả bom, chuyên gia vũ khí hóa học cho rằng quả bom được thiết kế theo cách truyền thống, có thể là một thiết bị gây cháy với đầu nổ nằm trong một xô nhựa lớn màu trắng. Chuyên gia cho rằng vụ tấn công giống như có thể đã gây ra thiệt hại nặng nề, có thể làm thiệt mạng hàng chục người nếu nó được kích nổ đúng cách. Đánh giá này làm cho người ta nhớ tới thiết bị được kích hoạt không thành công trong vụ đánh bom ngày 21 tháng 7 tại Anh. Một nhóm khủng bố Hồi giáo đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công tương tự, vụ việc xảy ra vào hôm 7 tháng 7. Tuy vậy, mặc dù phần ngòi nổ của quả bom vẫn hoạt động, nhưng nó lại không đốt cháy chất nổ và vì vậy việc này chỉ khiến một người bị thương. Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 7 thanh thiếu niên bị tình nghi gây ra vụ hỏa hoạn tại một trường nội trú tôn giáo vào ngày 14 tháng 9, khiến 23 người thiệt mạng. Vụ cháy tại trường nội trú tôn giáo này được đánh giá là một trong những vụ hỏa hoạn lớn nhất trong vòng 20 năm qua tại Malaysia. Ban đầu, nhà chức trách cho rằng vụ cháy trường học là một tai nạn. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ một đoạn dây điện đoạn mạch hoặc hương chống muỗi. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã sử dụng dữ liệu từ các camera để quan sát, tìm ra và bắt giữ các nghi phạm. AP dẫn lời cảnh sát trưởng Kuala Lumpur cho biết, 7 thanh thiếu niên độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi đã bị bắt giữ đêm 15 tháng 9. Hình ảnh từ camera an ninh của một tòa nhà cho thấy, 7 người này đã ở gần ngôi trường vào đêm xảy ra vụ cháy. Trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình, cảnh sát cho hay động cơ gây án là do hiểu lầm sau khi các nghi phạm và một số học sinh của trường nhạo báng lẫn nhau vài ngày trước khi xảy ra vụ việc. Cảnh sát cho biết 6 trong số 7 nghi phạm dương tính với ma túy sau khi được xét nghiệm. 2 trong số những nghi phạm này đã có tiền sự
và bị giam trước đó. Một người bị buộc tội ăn cắp xe, người còn lại bị kết tội nổi loạn. Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur bổ sung rằng hai thùng chứa khí đã được đưa lên tầng trên cùng của ngôi trường để gây ra vụ hỏa hoạn. Lửa lan rộng nhanh chóng và lực lượng cứu hỏa đã phải mất một giờ để dập tắt. Cả 7 người đều đang bỏ học và sẽ bị tạm giam trong một tuần. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.